Thì có rất nhiều bạn hỏi đấy là về iPhone 1978, iPhone 2003, iPhone 2007 Rồi nói đến là những cái hàng này chất lượng của nó thế nào, nó có giống nhau hay không, nó có đảm bảo chất lượng hay không, nó có tốt hay không Thì mình chỉ nói với các bạn một điều đấy là iPhone, theo kinh nghiệm bản thân của mình biết Thì iPhone nó chia ra làm hai loại, loại thứ nhất là được nó bảo hành Và loại thứ hai là không được nó bảo hành Có nghĩa là có những cái đơn vị người ta không cần bảo hành của nó Để cái giá nhập vào là rẻ nhất có thể, nhưng bên cạnh đấy này vẫn tồn tại những đơn vị người ta muốn lấy bảo hành của hãng để làm gì để giảm thiểu đi cái rủi ro những cái sản phẩm đấy mang lại. Tại vì đồ điện tử luôn luôn tồn tại cái tỷ lệ lỗi. Các bạn hình dung không? Luôn luôn tồn tại tỷ lệ lỗi. Thế nên nó mới sinh ra những cái máy được Apple bảo hành và những cái máy không được Apple bảo hành. Ví dụ như đây là một cái máy hàng 1978, còn đây là một cái máy hàng bình thường. Thì quay lại với câu hỏi đầu tiên đấy là các bạn hỏi đấy là hàng 1978, hàng 2003, hàng 2007 nó có cái gì khác nhau hay không? Thì theo kinh nghiệm bản thân của mình nhá thì tất cả những cây máy khi các bạn lấy cái số seri của nó check ở trên hệ thống của Apple đấy mà ngày mua của cây máy đấy trước ngày công bố bán sản phẩm của Apple thì những cây máy đấy thuộc hàng không được Apple bảo hành. Ví dụ như một cây iPhone 15 Pro mà ngày mua này là ngày tháng 4 năm 1978 thì các bạn phải hình dung là tháng 4 năm 1978 là ngày thành lập của Apple mà Thì đâu có cái cây máy nào được sản xuất vào ngày đấy đâu Và điển hình như cây máy này 14 Pro Max Ngày mua này là tháng 1 năm 2007 2007 năm gì đó có 14 Pro Max Thế nên là tất cả những cây máy này đấy Kể cả nó ghi là chưa kích hoạt Nhưng khi các bạn kích hoạt lên đấy, Nó đều hết bảo hành Tại vì đây là những cây máy thuộc diện đấy là Apple không bảo hành Các bạn nhớ nhá Apple sẽ không bảo hành những cây máy này kể cả nó là những cây máy hàng chưa kích hoạt nhưng những cây máy mà khi các bạn kiểm tra đấy mà ngày mua nó lại là sau ngày bán của Apple ví dụ như đây cũng là cây iPhone 14 Pro Max mình cho các bạn xem nha cây máy này đấy khi các bạn kiểm tra là cái ngày mua nó lại là ngày sau khi công bố bán sản phẩm của Apple đây nó ghi ngày mua là tháng 9 năm 2024 có nghĩa là cây máy này thuộc diện là những cây máy bán ra được Apple bảo hành đăng hoang các bạn hình dung không tất cả những cây máy khi các bạn lấy cái số seri kiểm tra ở trên hệ thống của Apple mà cái ngày mua là ngày trước khi cái sản phẩm đấy được công bố thì những cây máy đấy thuộc diện đấy là những cây máy không được Apple bảo hành. Còn các bạn thông cảm đấy là mình không phải là người tạo ra sản phẩm, mình chỉ là người tìm hiểu về sản phẩm và có điều kiện tiếp xúc với sản phẩm nhiều hơn các bạn. Thì theo cái kinh nghiệm của bản thân mình ấy thì những cái ngày mua hàng mà Apple để ở đây có thể đấy là những cái ngày mà hãng nó kỷ niệm những cái dịp nào đó, ví dụ như 1978 là ngày thành lập chẳng hạn. Thì những cái cây máy đấy là được Apple nó để những cái ngày đấy làm gì? Để có thể nó ghi hợp đồng với những cái bên mua bán. Cái điều đấy thì mình không biết tại mình không phải là bên kinh doanh cũng không phải là người tạo ra cái sản phẩm. Mình chỉ biết đấy là những cây máy mà ngày mua kiểm tra nó là trước ngày công bố sản phẩm thì đấy là những cây máy thuộc diện không được Apple bảo hành kể cả nó là hàng chưa active, tiếp thì khi các bạn kích hoạt nó lên đấy, mặc định là hết bảo hành còn ở đây tất cả những cây máy mà khi các bạn kiểm tra nó ghi đấy là chưa kích hoạt như này kích hoạt thiết bị này đấy là những cây máy mới và đã là máy mới đấy thì tất cả nó được sản xuất đảm bảo quy trình tiêu chuẩn của Apple thế nên là các bạn sẽ không cần phải lo nó có máy zin nên là máy dựng mà tất cả những cây máy đấy đảm bảo với các bạn một điều đấy nó đều là hàng zin mà là hàng zin nguyên bản còn những chiếc máy mà khi các bạn kiểm tra cái số seri trên hệ thống mà nó ghi đấy là máy hết hạn bảo hành là còn còn hạn bảo hành bao nhiêu tháng bao nhiêu tháng thì đấy là những cây máy cũ mà đã là máy cũ phải kiểm tra cẩn thận thế nhá